tiền nghĩa thì được tháo tắc cắm sáo các bạn ạ. Bộ sáo này rất là to, 69 các bạn nhá, nhưng cái bộ sáo này nó hơn 5 cân. Sáo to nhá anh nhỉ, sáo này lên mà gặp gió thì nó kêu được phê thôi rồi luôn, phải lòi mắt luôn đúng không? Cánh đồng hôm nay rất là lộng gió. Các bạn có thể nghe thấy tiếng gió xì xào. Tiếng gió này rất thích hợp cho anh em thả diều, hội sáo diều huyện Thanh Oai. Anh em đang điều chỉnh về kỹ thuật, về độ leo này, lệch trái lệch phải và độ lên của diều. Đẹp quá các bạn ạ, quá đẹp luôn. Khi quốc kỳ Việt Nam bay trên bầu trời Việt Nam thì càng khẳng định thêm cái niềm tự hào về đất nước Việt Nam. Với chất liệu là vải bạt không thấm nước, có thể thả mọi điều kiện, kể cả là trời mưa, càng mưa gió to thả càng tốt. Và thời tiết hôm nay rất là thuận lợi ủng hộ anh em thả diều, với gió cấp tầm 10 và 11 thả diều là rất là hợp lý, tiếng sáo diều kêu rất là to. Giới thiệu với anh em cùng chung đam mê, đây là hội sáo diều Thanh Oai, cụ thể là địa điểm hiện giờ mình đang đứng đó là xã Bình Minh, hội diều xã Bình Minh nhá. Với cánh diều là sải cánh là mỗi bên 2m50, tổng hai bên là tổng chiều ngang là 5m. Và giới thiệu đây các bạn là một cánh diều nữa tiếp tục ra góp vui, đó là cánh diều xanh. Cái anh bộ sáo 67 các bạn ạ. Đây, mình có thể zoom to các bạn xem này. Anh vừa ra góp mặt có bộ 67. 67 anh gồm có cả đuôi nữa, anh đang vác ra đây. Đấy, chỉ cần nghe cái tiếng sáo nó lùa qua gió rồi đã biết là hay rồi nhá. Đấy, thấy chưa? Các bạn nghe được rõ không? Tiếng sáo gặp gió nó vu 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 vu, rất là hay. Đây là hội sáo diều Thanh Oai, cụ thể là xã Bình Minh. Bình Đà. Bình Đà ngày xưa là làm pháo, bây giờ lại nổi tiếng là làng diều đây. Tôn Sộc. Tôn Sộc. Vâng. Quá tuyệt vời luôn đấy. Đây cánh diều của anh là cũng là tầm 2m rưỡi một bên, tổng hai bên là 5m anh nhỉ? Hơn 5m ạ. 67 đúng không?
lắm. Vâng, ủi sáo to quá, vị rất là vĩ đại. Được anh ạ, tuyệt vời anh ạ. Đây là hai cánh diều chuẩn bị cất cánh nha bạn ạ. Đây là bụi còi tàu à? Còi tàu. Kêu như tàu hỏa ấy. Vâng, thường thường như dân gian gọi là sáo đấy anh. Sáo, như sáo gọi là sáo còi tàu hỏa. Sói còi tàu hỏa. Vâng, tuyệt vời anh nhỉ. Đây chúng ta lại quay lại với cánh diều mang hiệu là quốc kỳ Việt Nam nhé. Với nền đỏ và cánh ngôi sao vàng ở giữa đây. Khi bay lên trên bầu trời là phát huy cái niềm tự hào về dân tộc Việt Nam, bứt phá trong mọi hoàn cảnh để vượt lên khó khăn và thành công. Đây là bộ còi 9, gồm 9 cái tù và hay là 9 cái sáo. Khi lên trên tầng gió trên này thì nó sẽ phát ra những âm thanh rất là tuyệt vời luôn. Đây là toàn cảnh cánh diều mang quốc kỳ Việt Nam, rất tuyệt vời, chuẩn bị cất cánh lên trên bầu trời của Việt Nam luôn. Đây là đam mê với cánh diều xanh, mang ước vọng là bờ biển là Hawaii. Màu xanh của hy vọng đây. Màu xanh nước biển. Khi bay lên trên bầu trời kết hợp với ánh nắng của mặt trời nữa thì còn gì bằng nữa. Nếu về nói về chơi diều này, nó là đam mê các bạn ạ. Nó đúng thực tế, nó là đam mê. Đam mê về cánh diều tuổi thơ. Mặc dù trời nắng hay mưa, mà trời nắng mà có gió vẫn thả, mà trời mưa có gió anh em vẫn thả luôn. Nó là đam mê mà. Cánh diều trên 5 mét rất là rộng các bạn ạ. Giới thiệu các bạn, đây là anh áo xanh chơi diều màu xanh nước biển. Sau những các quy trình hiệu chỉnh xong thì anh bắt đầu chuẩn bị là cho diều lên nhá. Các bạn lắng nghe từng sáo xem. Sáo diều gặp gió thì nghe rất là êm tai. Đây, cánh diều màu xanh chuẩn bị là cất cánh lên trên bầu trời màu xanh nhá. Chuẩn bị lên đây các bạn nhá. Lên đây. Đến rồi các bạn ạ. Cao quá, mình chả nhìn thấy cảnh diều đâu. Lắp xếp một bên cánh này. Và đây tiếp tục là bên cánh thứ hai này. Đây là diều, gọi là cánh diều lắp ghép với sải cánh là 5 mét các bạn ạ. Và con diều này cõng theo cái bộ sáo là 69 các bạn nhá. Bộ 69 rất là nặng. Nhưng mà với cái khung của nó là 5 mét thì cái bộ 69 này vẫn rất là nhẹ nhàng. Đây kia là bộ 69 các bạn ạ. 69 chỉ cần tiếp xúc với gió đã phát ra cái âm thanh nghe rất là du dương các bạn ạ. Quân.
Đây là anh em đang nắp ghép hai cánh của cái cánh diều lại với nhau này. Trước kia chưa đóng hết cái này nè. Ý nghĩa lắm. Quá. Dấn mẹ nước đi nhỉ. Dấn nước nó giãn ra lại nhỉ. Này kéo thật nhanh thì mới được. Còn không thì nó lại co. Còn chơi. Dĩ chỗ này nó co kinh. Cái ông gì nhỉ? Ông gì kia? Bịch. Ông gì kia là gì? Bịch. Bịch là à? Bịch chơi lít. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh ơi, mẹ cái thằng lùn, người ta biết thì ai? Nó lắng, vãi này nó lắng nó giãn à? Nó co vào. Nắng là co mà, thì vẫn mẹ nước nhỉ? Liên tốt là nắng là co, cứ nắng là co. Cánh diều với sải cánh là 5 mét các bạn ạ. Đặc điểm với cánh diều 5 mét này yêu cầu về gió và trên cấp 10 thì mới lên được. Với kỹ thuật là hiệu chỉnh diều trước khi cất cánh rất là quan trọng bạn ạ, bởi vì với cánh diều to này không thể nào bắt lên và bắt xuống hiệu chỉnh nhiều lần mà mình bắt buộc phải hiệu chỉnh chuẩn thì đâm một phát là lên luôn, chứ không phải như những cái cánh diều nhỏ mà lên nánh bên nọ là mình bắt xuống chỉnh bên kia được. Với cánh diều to này mình phải hiệu chỉnh chuẩn luôn, cho nên là các cái khâu điều chỉnh diều là rất quan trọng. Đây anh em trong hội sáo diều Thanh Hoa là đang khẩn trương là điều chỉnh trước khi những cơn gió tạm ngừng. Gió bây giờ đang rất là ủng hộ với anh em thả diều nhé, đam mê diều.
này thì tiện tiện nghĩa. Đây là thao tác cắm sáo các bạn ạ. Bộ sáo này rất rất là to, sáo chín các bạn nhá. Riêng cái bộ sáo này nó hơn 5 cân. Quay TikTok. À quay TikTok như cái thằng con ở trên Đồng Mai đang quay TikTok đâm vừa lên gãy. Sáng nay tao chơi vỡ một quả to rồi chứ còn hả? Sáo to nhỉ anh nhỉ? Tao chơi vỡ một quả to rồi đấy. Sáo này lên mà gặp gió thì nó kêu được phê thôi rồi luôn. Lòi mắt. Phê lòi mắt luôn đúng không? Come on đẹp đấy. Đây đấy, em đang cắm sáo cho Diệu và lắp ghép nốt phần đuôi và chuẩn bị đâm Diệu các bạn ạ. Lắp một con diều rất là kỳ công các bạn nhé. Từ khi gióng xương ngang rồi đến xương cái rồi nắp bánh đuôi, nắp sáo điều chỉnh nèo nữa các kiểu, rất là phức tạp. Kỹ thuật rất phức tạp bạn ạ. Dạy nghệ nhân à? Dạy nghệ nhân sai lầm rồi.